Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào tuyên truyền vận động nhân dân dịch rào hiến đất làm đường giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đồng bào Công giáo xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã sẵn sàng hiến đất, cây cối hoa màu trên đất, phá bỏ, dịch chuyển tường rào, đồng lòng chung sức mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Là địa phương đồng bào Công giáo chiếm trên 64% dân số, xã An Thịnh đã có nhiều sáng tạo phù hợp thiết thực trong thực hiện phong trào dịch rào hiến đất do huyện ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động. Đặc biệt, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với ban hành giáo, các linh mục đẩy mạnh công tác tuyên truyền không chỉ tại các buổi họp thôn bản mà còn lồng gắn trong các buổi lễ tại nhà thờ. Mặt các chính quyền địa phương và ban hành giáo của xã đã thành lập các đoàn đến từng hộ dân để vận động giải đáp kịp thời những vướng mắc của bà con giáo dân. Xác định phong trào dịch rào hiến đất là để mở rộng đường phục vụ nhu cầu đi lại, đồng thời cũng tạo đà để phát triển kinh tế xã hội và người dân là người trực tiếp được hưởng lợi, nên đồng bào Công giáo trên địa bàn xã đã đồng tình hưởng ứng. Trong các cuộc đảng lễ tại nhà thờ thì linh mục cũng đã tuyên truyền và cũng đã cùng với chúng tôi đi xuống từng nhà hộ để tuyên truyền đến bà con nhân dân. Bà con nhân dân rất là phấn khởi trong cái việc phối hợp để tuyên truyền. Bà con nhân dân đã tự dịch rào hiến đất, có hộ gia đình thì đã phá tường rào, rồi là dịch chuyển nhà, rồi là mái che, mái vẩy để đảm bảo được cái diện tích đường thông thoáng, sử dụng cho giao thông đi lại thuận tiện. Trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như là các cấp chính quyền rồi Mặt trận Tổ quốc vận động thì chúng tôi cũng là vận động bà con nên hy sinh hiến một tí đất để mở rộng con đường để cho giáo dân rồi cùng bà con đi lại cho nó thuận tiện. Chỉ trong vòng một tháng qua, 80 hộ đồng bào Công giáo ở thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tự nguyện hiến 3.700 m² đất thổ cư và đất vườn tạp, 1.400 m² tường rào và vật kiến trúc, cùng nhiều cây cối hoa màu để mở rộng tuyến đường. Việc tự nguyện hiến đất, phá bỏ vật kiến trúc, dịch tường rào của đồng bào Công giáo thôn Tân Thịnh đã khẳng định ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp. Gia đình tôi đã tự nguyện hiến khoảng 100 m² và khoảng cỡ độ 30 m² tường rào xây kiên cố và đã tự tháo rỡ cùng bà con để mở đường để cho việc bà con đi lại cho thuận tiện. Thôn Tân Thịnh thì đặc thù là 65% là bà con là đồng bào Công giáo. Thế thì chúng tôi cũng với phối kết hợp giữa các cấp đảng ủy chính quyền và cha xứ thì trong công tác tuyên truyền vận động thì bà con rất là nhiệt tình ủng hộ. Hiện tại đến giờ này là có 60 hộ đã dịch rào hiến đất và trong ngay trong cái đợt này, còn trước chúng tôi đã tuyên truyền vận động được 500 mét nữa rồi. Với phương châm tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, mỗi giáo dân của xã An Thịnh đã góp công góp sức vì lợi ích chung của cộng đồng, sẵn sàng hiến đất dịch rào để nhường đất làm đường, mở rộng đường. Đến trung tuần tháng 9 năm 2021, 252 hộ dân của xã An Thịnh đã tự nguyện hiến 14.500 m² đất thổ cư, đất ruộng và đất đồi rừng, gần 3.000 m² tường rào và vật kiến trúc, 124 triệu đồng tiền mặt để làm đường. Sự đóng góp của mỗi hộ gia đình, đặc biệt là của đồng bào Công giáo địa phương, thể hiện sự chia sẻ, tinh thần trách nhiệm với chính quyền địa phương, cùng tạo dựng một cuộc sống tươi đẹp với con đường mới, phong quang, sạch đẹp, giúp cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa dễ dàng, tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương. Phải mở rộng đường ra, đường giao thông nông thôn, nói chung là phải mở rộng thì đi lại nó mới thuận tiện được. Thì tất cả người dân chúng tôi là giáo dân chúng tôi ở thôn Đồng Tâm thì chúng tôi đều là đồng tình nhất trí để hiến đất để cho mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong thời gian tới, Đảng bộ chính quyền xã An Thịnh sẽ tiếp tục huy động các tầng lớp nhân dân, nhất là huy động đồng bào Công giáo tích cực hiến công, hiến kế, hiến đất, tài sản hoa màu trên đất, dịch rào, nhường đất để mở rộng đường từ 7,5 đến 8 mét và đường ngõ xóm sẽ có bề mặt từ 5 mét trở lên, góp phần quan trọng để xây dựng vùng nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, cùng nhân dân toàn huyện đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.